Lúc còn trẻ thì con có đi làm công nhân xong rồi buổi tối nấu ăn lại bị nổ bình ga. Con bị 65% cơ thể. Lúc mà con mới bị phỏng thì con lên bệnh viện con nghĩ con chỉ bị tầm 3-4 ngày rồi về đi làm lại bình thường. Tới chừng tỉnh lại thì người không động đậy được, nằm yên một chỗ suốt 2 tháng. Xong rồi dậy tập đi từng bước một rất là khó khăn.